Theo truyền thuyết phong thủy thì Long Quy là một con vật huyền thoại kết hợp hai đặc điểm của loài rồng và loài rùa. Cả hai loài này vốn nằm trong bộ tứ linh, Long Lân Quy Phượng nên lại càng linh thiêng. Và Long Quy là một con vật mang ý nghĩa hoạch tài, rất lợi về tài lộc, bền vững và thịnh vượng lâu dài trong kinh doanh. Và ngày hôm nay, Xưởng Tử Gỗ sẽ đem lên giới thiệu đến các bác một kiệt tác được chế tác từ tất chất liệu gỗ chắc đỏ đen rất là tuyệt vời. Và các bác chúng ta cùng chiêm ngưỡng kỹ hơn về tác phẩm này nha. Sở Tổ Gỗ hôm nay giới thiệu đến các bác tác phẩm Long Quy được chế tác từ chất liệu gỗ chắc đỏ đen. Tác phẩm có mã là TLV169, có kích thước cao 29, ngang là 50 và sâu 35. Và tác phẩm này hiện tại còn nặng 17kg, hàng liền khối và đặc gỗ các bác nha. Và tác phẩm này hiện tại đang có giá bán bên em là 13.500.000 đồng cho tác phẩm này. Và tác phẩm được chế tác từ chất liệu gỗ chắc đỏ đen là một trong những cái chất liệu gỗ thuộc nhóm 1A hiện nay. Và gỗ chắc thì có 4 đặc điểm rất là nổi bật. Nó bền, đẹp, lành và rất là quý. Nó quý ở chỗ đây là một loại gỗ càng ngày nó càng có giá trị cao và ngày càng khan hiếm. Đẹp ở tom gỗ, thờ gỗ rất là mịn, phân chìm nổi lên như những đám mây. Và gỗ thì trong gỗ nó sẽ có tinh dầu, nên là khi quang dậy giấy giáp hoặc là khi lau chùi, tinh dầu sẽ nổi lên rất là bóng. Và khi đốt lên thì nó sẽ có một mùi thơm dịu nhẹ và tàn màu trắng ngà như tàn thuốc lá các bác nha. Và gỗ chắc này thuộc loại cây gỗ lớn, gỗ rất cứng và rất là nặng. Chính vì thế mà ít khi bị cong vênh, chịu được nắng mưa rất là tốt, ít khi bị nứt nẻ hay là bị mối mọt các bác nha. Và vì đặc tính này, chính vì thế mà gỗ chắc ngày nay đang được rất là nhiều khách hàng lựa chọn và tìm kiếm. Và tác phẩm tượng Long Quy là một trong những cái mẫu tượng mà được rất là nhiều khách hàng lựa chọn. Long Quy là một con vật có ý nghĩa về hoạch tài, rất lợi về tài lộc, thịnh vượng và may mắn. Nó là một con vật cứu cánh trong việc tiếp khí cho các cát tinh như là bát bạch, cửu tử, nhất bạch, chuyên được các phong thủy sử dụng trong các cửa hàng, văn phòng hay công ty, hoặc là đặt ở trong phòng khách các bác nha. Và rùa thì là một loài mà có thể hấp thụ sinh khí của núi sông trời đất rất là tốt, nên nó đặc biệt là trường thọ. Bởi thế người già thường đặt Long Quy tại phòng ngủ để có được sức khỏe sống lâu. Hoặc là các bác có thể bài trí tôn lượng Long Quy để làm cho chỉ số nhân khí sẽ tăng tiến. Người mà quan hệ giao dịch bất lợi thì Long Quy cũng sẽ hóa giải được mọi khẩu thiệt tranh cãi. Và ngoài ra thì trong nhà thì các bác có thể đặt Long Quy ở trong phòng khách để có thể hút tài lộc thịnh vượng vào trong nhà. Đặc biệt là Long Quy rất thích hợp để cho các bác để ở trong phòng làm việc, đặt ở sau lưng hoặc là đặt ở bên cạnh bàn làm việc các bác nhé. Và Long Quy thì là một trong những cái linh vật mà trấn trạch rất là tốt. Long Quy có tác dụng tụ sinh khí làm cho vượng nhân đinh. Chính vì thế mà Long Quy trước tiên còn mang hàm nghĩa là vinh quý, ngụ rằng vinh hoa phú quý hay là áo gấm về làng. Và Long Quy thì đầu đặt quay về cửa sổ, bên ngoài cửa sổ có sông ngòi biển thì tốt nhất. Hoặc là các bác đặt tại phòng làm việc, bày ở đối diện với cửa phòng hay cửa sổ các bác nha. Và đây là một trong những cái tác phẩm mà rất là tuyệt vời, hàng làm tứ diện rất đẹp và sắc nét. Các bác có thể nhìn thấy là màu sắc chắc đỏ nhiều hơn đen. Đen thì là cái phần vân nổi chìm lên rất là tuyệt vời. Và Long Quy này là Long Quy hàng kỹ, đục rất là có hồn và rất là tinh khôn các bác nha. Và ở trên mai của Long Quy còn có cả một chú rùa con nữa. Và tác phẩm này thì hiện tại đang có mã là TLV169, được làm từ chất liệu gỗ chắc đỏ đen, cao 29, ngang 50 và sâu 35 và còn nặng 17kg, có giá bán bên em là 13.500.000 đồng cho tác phẩm này. Và nếu như bác nào chúng ta quan tâm đến tác phẩm này, các bác có thể liên lạc qua Zalo hoặc hotline của cửa hàng 035 5678 885 hoặc số 0868 688 137 để được tư vấn cụ thể hơn. Và đặc biệt là xem xong video, các bác hãy ấn đăng ký để ủng hộ cho Xưởng Tượng Gỗ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác nhớ ấn đăng ký để ủng hộ cho kênh Xưởng Tượng Gỗ. Cảm ơn các bác rất nhiều.